vui bằng ghê đa. Có bóng ai đang ngồi gẫm ổ bên mình? Chắc chắc chà, nếu mà đoán không lầm thì chắc có lẽ người yêu thùy mỹ của ta đây. Ê, mà không được, để nhìn lại một lần nữa cho kỹ. Không phải nó đánh thấy một tổ. À đúng rồi. Nhưng mà hiện giờ nàng không có ăn bánh mì, mà lại ăn tô bún cà ri. Ủa, còn thêm cái món gì nữa mà ta không biết? Bánh thị bông. Bơ bành thị bông, có anh là ung dân bụp về thăm em nè. Ai đó? Anh, ai kêu tôi đó? Anh. Ý, anh bụp. Em bụp. Ung dân bụp. Bành thị bông. À. Em nhớ anh không? Nhớ chứ, nhớ cả tên lẫn họ luôn ha. Nhớ tới mồ luôn chứ nào không nhớ. Mà bụp ơi bụp, anh đi đâu mà lâu dữ vậy bụp? Đi mặn chứ đi đâu. Ê, ê, cái gì vậy? Trời. Bụng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sao là sao? Tại sao em nói em nhớ anh mà tại sao cái bụng của em nó bự như cái thùng nước lèo á? À. Nếu mà anh nhớ không lầm á, thì khi chia tay nhau chưa đầy 2 năm, mà nay trở về thì cái bụng của em nó trang bang. À. Nè, nếu quả thật em không phụ phàng á, thì mau trình bày sự thật. Tại sao bụng bự vậy, mau trả lời. À, từ, tại cái bụng của em nó mắc cam tức chứ có gì. Nói bậy cô ơi, này cô phải cho biết đi sao. Cần nói thiệt tại sao mà bụng bự, phải nói cho rõ ràng, ta sẽ tha cho nàng. Nói cho lẹ, tại sao bụng bự? Tại sao? Cười cái gì? Nói. Kêu nói chứ không có kêu cười. Cười quá để cười cái này nói. Trời ơi, nói. Trời ơi, cái gì mà làm mà hầm hừ dữ vậy? Từ từ đi rồi tôi nói không được sao? Không có từ từ gì chứ, cái trời ơi, nói liền. Trời ơi, mà hồi đó hai đứa đi bán đồ lậu chung á. Chẳng chẳng mấy chuyện đó bà dâu chứ nói chi vậy? Chuyện hồi đó mà lo gì? Em thấy anh hiền hậu dễ thương, nhưng tại sao bây giờ anh lại cà chớn quá trời vậy? Hồi đó khác, bây giờ khác. Sao khác? À, thôi, đừng có nói dông dài nữa. Nguyên nhân gì sao bụng bự quá vậy phải nói à? Nói sự thật à. Nè, định sang ngang thuyền khác phải không? Hả? Sang ngang cái con khỉ họ. Chưa chi mà đã lên cơn rồi à. Nghe cho kỹ đi nè. Từ khi anh ra đi mất biệt, em ở nhà mỏi mắt chờ tin. Vì còn thương cho nên em phải giữ mình. Sợ vườn ông bướm nó rình nó rinh. Nó rinh đi thì thật là nguy hiểm. Cho nên em phải kiểm điểm thân em, để mấy thằng dê khỏi chọc ghẹo mình. Thấy bụng bự nó chê nó đâu có thèm em nữa. Tưởng em có chồng có bầu có chữa. Cho nên bây giờ em mới còn nguyên cho anh. Nguyên cái gì? Có bầu có chữa cũng vậy à? Tôi kinh nghiệm quá mà. Mấy thằng dê không chừa một ai chứ. Người ta nói già không bỏ nhỏ không tha. Nhưng mà trời ơi, cái bụng bự nó chê. Anh biết sao chơi không? Sao? Nó sợ mua than. Do đó mà em phải giả dạng như vậy nè, để tụi nó tưởng em có chồng không dám làm bậy. Nghe chưa ông trời con? Thiệt không? Thiệt. Ở nói vậy cái bụng này là bụng dỗm. Dạ. Bụng độn. Dạ. Bụng trá hình. À, vậy hả? Dạ. Vậy hả? Thiệt hả? Dạ. À. Mỗi lần độn bụng như vậy là nó nặng thấy mồ chứ có sung sướng gì đâu mà nghi quan cho em. Khổ là ông này già mà còn con nít quá. Nếu dơm ơi, phải cho anh coi anh mới tin nè. Thôi, đợi coi á. Coi chứ. Thôi đi. Thì dơm sợ vậy, dơm cho coi đi. Thôi, kỳ vậy trời ơi. Thôi, thôi tôi mới coi. Thôi. Cho coi. Thôi, đàn ông gì đâu mà đòi coi bụng đàn bà dưới đường xa như kỳ quá. Không có kỳ cục gì hết trơn á trời. Không kỳ gì hết trơn á trời. Nếu thật sự là cái bụng dơm thì không có kỳ cục gì hết trơn. Dỡ bụng lên. Dỡ bụng lên. Anh á, bộ không biết mắc cỡ hả? Là sao? Bộ anh là mặt trai này đó hả? Ừ đó. Mặt tôi là inox sidap mà. Trời ơi. Lì nè. Trai lâu rồi cho nên không biết mắc cỡ gì hết trơn á trời. Bây giờ cô cho tôi coi bụng không? Tôi nói không cho là không cho. Làm gì tôi? Bởi tôi muốn coi cái bụng mà cô không cho coi bụng. Tức giận vì cô anh dùng nên mặt mày đầy mụn. Tim này dường như muốn rụng. Phải chàng bỏ nhà.
coi người của anh. Thôi đừng nói càng cô ơi, yêu thương sao cái màu hoa to mới cô si tròn, si tròn. Đừng nên nói lời mến thương bởi cô nói chuyện không gọn, còn chi những lời hứa hôn. Tôi thì thương thiệt sao nàng đành nhẫn tâm. Nhẫn tâm cái con khỉ á, nãy giờ chọc quê anh chơi chứ bộ, chứ bầu gì đâu mà bầu. Được rồi anh không tin phải không? Em lấy ra cho anh coi liền nè. Đâu đâu nè. Ê, thấy không? Tôi độn cái gối vô bụng rồi nè. Thấy chưa? Đó, tin chưa? Phải thiệt cái gối không? Ừ, thì cái gối chứ không lẽ cục cây. Sao mà ăn cục cây nổi? Tin chưa? Hay còn nghi kỵ gì nữa đây ông? Tin rồi. Em mà đúng là méo mó nghề nghiệp à. Sao? Hồi đó đi buôn lậu em cũng độn bụng bự đi giấu đồ lậu như là thịt heo rồi, tôm khô rồi. Rồi mấy lúc sau này em độn thuốc lá, thuốc tây, rồi bây giờ cũng độn. Độn bụng để người ta tưởng em có bầu gần sanh không dám chọc ghẹo. Em thiệt là đáng khen nghe. Em giỏi lắm nè. Trời ơi, bây giờ mới khen là muộn rồi. Em giỏi từ lâu rồi chứ bộ. Bây giờ anh tin em chưa? Tin rồi, tin rồi. Anh nhưng mà nè. Sao? Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Ở trong người của em còn cái thứ gì dởm nữa? Nói thiệt anh nghe đi. Trời ơi, hết rồi. Chỉ có cái bụng này là dởm thôi. Còn tất cả đều là xịn. Thiệt không? Ôi minh phục người yêu của anh, lòng vẫn luôn trung thành. Thương anh em mới lo toan giữ gìn thanh danh. Chứ sao? Chờ tình anh lứa đôi đẹp lành. Em vẫn một lòng tin ở anh, dù có gì mà nghe hết hồn hết vía. Ca vậy á cho anh sợ. Chứ người ta chung tình vậy mà cứ nghi quan hoài. Thôi mà, xin lỗi nghe cưng. Bây giờ hiểu ra rồi, anh lại càng thương nhiều hơn. Thương nhắm mà, thương nhắm mà. Trời ơi, anh thương thiệt không đó? Thương thiệt mà. Anh nhưng mà này. Dạ gì á? Từ khi anh ra đi á, ở nhà em làm gì? Nói cho anh khoái cái coi. Nghe nè à. Từ khi anh ra đi em ở nhà chăm lo mọi việc. Sáng ra đồng làm ruộng, trưa về lo thổi bếp nấu cơm. Ai gây gỗ đánh lộn em cũng không dám dòm. Lo phận sự không ngồi lê đôi mắt, dễ mít lòng lối sớm. Hay. Tánh nết như vậy anh càng thương em nhiều hơn. Này. Dạ. Còn về phần ba má thì sao? Có bằng lòng cho hai đứa mình hớt tóc cạo râu không? Trời ơi, gì cạo râu? Ê, lộn, có bằng lòng cho hai đứa mình kết tóc xe duyên không em? Trời ơi, kết tóc xe duyên mà nó hớt tóc cạo râu. Cạo sạch râu anh đi. Nấu lộn mẹ. Bằng lòng không? Không. Trời, tại sao vậy? Chuyện đạo lòng lắm anh ơi. Vậy sao? Nói ra chỉ làm buồn anh thôi. Nói đi em. Anh ơi, cũng bởi tại anh đi đâu mà biết tình biết tâm, chẳng thơ từ cũng chẳng hỏi thăm em một lời dù ngắn ngủi. Ba má tưởng lầm là anh đã hết thương em và đã sang thuyền bè lai. Còn lòng giả ấy, trời ơi, lòng dạ em thì nạt lòng tê tại. Nên phận em là con gái phải lỗi hẹn quên tê. Trời ơi, còn đâu hy vọng tràn đầy. Ai cũng hiểu lầm là anh bạn
bên trong xóm có người tới vãn hỏi xin cưới em. Rồi sao? Ma đã bằng lòng chấp nhận. Và ngày 16 tốt ngày là lên xe heo đấu giá. Đi quên, lên xe qua xuất giá. Vậy lỗi này không phải em gây, tại anh thất tình mới ra nông nỗi này. Trời ơi, vậy là em xem lông chạy rồi. Không có. Lấy chồng rồi. Đúng, lấy chồng. Vậy là duyên kim cài bẻ xanh cam thành gian dở như lương sương ba chúc anh đài. Trời ơi, sao mà bà xến dữ. Chắc cái tình mình bèn lại kiếp lai sinh mới tai họ. Chồng ơi. Ơi. Nếu chàng còn thương em thì phải tính chuyện chúng mình. Tính sao? Đừng than khóc mà tình mình tan vỡ mộng. Tôi đừng khóc than chi, chuyện tình xưa đã không còn gì. Con không mắng khoáng không nhọc nhằn, em nhớ cho rằng không thương nhau nên xa lánh chớ vương thêm sầu. Em làm gì rồi tìm cô vui cười đi đi dùm đời. Em nghe nên về nhà hồn lê đang chờ em đi xây yêu mới để quên mối chuyện ban đầu. Nhưng hồn ghen rồi đánh đá lên thì lại ra. Anh bây ta không về nhà, anh cứ tà bà trên hiện ta gian dở. Thì đừng hờn ghen. Thôi bành thì bông em ơi, đừng nhiều lời vô ít lời. Vì những lời chỉ trích quá gắt gao và ngọt ngào như mật, cộng thêm với những giọt nước mắt cá sâu của em làm cho anh đã ruột gan. Băm. Trời ơi. Nguyên do gây ra thì cũng tại sai lầm. Thì cũng tại anh hết nghèo mà không chịu lao động, thích ngồi không giữ ngồi sống, thử hỏi lấy tiền đâu mà sống. Em ơi, cũng bởi em chưa hiểu lòng anh nên mới giận hờn cách quen. Anh còn bận rộn ra đoan ra đi sản xuất chứ anh sang ngang hồi nào. Nói vậy bấy lâu nay anh đi lao động hả? Thì chứ còn gì nữa, anh ký hợp đồng làm thủy lợi đó em. Đi làm thủy lợi? Ừ. Vậy mà không cho ba má với em hay biết gì hết à? Để em và ba má cứ nghĩ quấy về anh hoài, tưởng anh nó cũng còn ham mê rượu chè cờ bạc, nay cô này mai cô nọ mốt cô kia và làm biến như là hồi nào. Chứ ai đâu có về đâu. Nói thiệt cho em nghe nè, sở dĩ anh không cho em và ba má em hay là tại vì anh muốn dành cho gia đình em một cái sự ngạc nhiên thích thú. Trời ơi. Em coi nè, con người của anh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Ừ. Từ thể xác cho tới tâm hồn, em thấy không? Thay hết trơn hết trọi vậy đó. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy nè. Ừ. Không sai một chút nào hết nghe. Ừ. Nước da sạm nắng và khỏe mạnh. Ừ. Chứng tỏ anh đã quen lao động nhiều khác hẳn ngày xưa. À, đúng rồi đó. Hồi đó ấm nhôm nhắm bà như cò ma vậy đó, gió thổi nhẹ cái là bay liền rồi còn té nữa. Nhưng mà bây giờ khác phải không em? Ừ. Mạnh khỏe quá trời con chuột. Dạ. À, bự ghê. Thôi đừng nghe, bớt một cái là đứt tay liền giờ. Ừ. Đúng như vậy á, em thành thật khen anh đó nghe. Ừ. Em nói anh nghe nè. Nói nghe. Anh ơi không biết vì sao buồn ghê ngày anh đi, tướng anh vẫn còn mê bạc mê nặng niên lang mang.
hay luôn. Như vậy á thì em mới sương nhiều chứ. Vậy ha. Nghe em hỏi nè. Hỏi đi. Mà động cơ nào mà thúc đẩy anh thay đổi mau lẹ quá vậy? Nói cho em nghe thiệt coi. Thì giống như hồi nãy anh nói đó. Sao em không cũng nghe? Cũng nhờ em. Em cằn nhằn nè. Trời. Em trách móc nè. Trời ơi. Cho nên anh mới được như vậy. Mà cái này nói thêm cho em nghe nha. Sao? Đã là con người á thì ai cũng phải có những lỗi lầm sai trái. Đúng rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng á là mình có tự thắng lại à để sửa sai những lỗi lầm hay không đó mới quan trọng. Em đâu có biết là nhờ em trách móc giận hờn la chửi mắng mà giận được vậy đâu. Thiệt là em không ngờ nha, không ngờ hôm nay anh lại có những tư tưởng quá hay luôn, hay quá sức tưởng tượng của em luôn á. Hay không? Hay. Tại vì trong thời gian xa em á, dạ, anh tiếp tục dấn thân vào con đường xa đọa nữa. Trời ơi. Nhưng mà anh thấy xung quanh bạn bè của mình á, không có ai mà hư hỏng như anh, cho nên anh mới thấy hối hận. Việc làm đã qua quá xót xa, anh tưởng tươi già không dám la cả. Bạn bè người ta cũng khác xa, không ai bậy mà cứ mà lo là sức tăng gia. Còn anh sâu hổ vô cùng, quyết đi xây dựng để cùng anh em lo tiếng thật. Trời ơi, bây giờ nha, em nói thiệt là em thấy anh thay đổi hoàn toàn rồi đó. Đúng á, anh đã dứt bỏ quá khứ tối tăm. Ừ. Anh đã dùng lên như diều gặp gió. Trời ơi. Để làm lại cuộc đời của em. Nhưng mà cũng may nha, gió này gió trước gió bự ra mới bay được vậy á. Chứ gió nửa chừng bay lọt xuống rồi. Nhưng mà nói chơi với anh vậy thôi. Em hoan hô anh cả hai tay hai chân luôn. Ê, mà không được, hoan hô hai tay được rồi. Hai chân cái tay trọng rộng. Đúng rồi đó. Rồi sao kể tiếp cho em nghe nữa coi. Nghe nè. Viết đầu tiên anh lo tiếp tay ba má, chăn nuôi và cày cây, không có việc gì mà anh lại từ nay anh làm lanh lẹ và đang quen. Ban đầu qua đây cỡ ca cũng có thè, nhưng quen vào cũng thấy thật quen. Sau thời gian tới gia đình có quen lận, anh mới cùng một số bạn bè đăng ký tập quân ra biên cương để dựng ra nước hay dựng ra làng để mà có mân nước bình an. Dù gian lao khổ cực cũng không hà màng, chẳng kiên trì không than. Trời ơi, thấy anh cực khổ như vậy á thì em còn thương mà còn mừng nhiều hơn nữa. Như vậy thì anh mới xứng đáng là người chồng lý tưởng của em chứ. Thôi thôi đi, còn lý tưởng cái gì nữa, cái này ném về lý cũng sao qua sông rồi. Ủa, sao anh nói gì kỳ vậy? Ai mà sang sông hồi nào đâu. Thôi chán quá em ơi, anh tính muốn kêu trời, em sắp đi lấy chồng còn để sầu để khổ cho anh. Thôi nên tan duyên lành, đôi nhặt vàng tới câu tài danh. Anh gì hết trơn á trời. Ôi đừng nha. Không có đừng trời ơi anh, nãy giờ em thử lòng anh thôi chứ đâu có hứa hôn với ai đâu.
Mà anh mà về trễ một ngày á là em đã đi về quê rồi. Ủa, về quê á? Về quê chi vậy? Thì lâu quá em không có về thăm ba má, cho nên bây giờ em phải về thăm. Ờ, lâu quá về thăm à? Trời ơi, dạ. Coi hiếu ghê. Thôi về sẵn đây cho anh mua một chút trái cây gửi về cho ba má. Trời ơi, anh nó nghe tốt thiệt á. Chưa có phải là rể mà đã có hiếu với ba má em vậy rồi. Anh ơi, anh định mua cái gì vậy? Mà em nói anh nghe nè, đừng có mua cao lương mỹ vị nha. Mua mấy cái rẻ tiền thôi, như là bơm nè, xoài bự nè, với lại lê nè, với nhãn nè, với lại nho mà nho Mỹ á ha. Chứ đừng có mua cái gì hơn đó ha. Anh nghe lời em mà, không mua mấy cái đó đâu. Mấy đó mắc tiền mà nó không có bổ. Mình người Việt Nam mà mình dùng hàng Việt Nam. Ý nghĩa, mua quà có ý nghĩa. Ý nghĩa nữa hơn nữa hả? Ý nghĩa lắm. Gì vậy anh? Chanh ớt với muối á. Tặng cho ba má. Trời. Mua chanh ớt với muối tặng ba má làm chi vậy? Gì kỳ vậy? Đâu có gì kỳ đâu, chanh ớt có vitamin bổ lắm, cũng trái cây vậy. Trái cây gì? Còn muối iốt lúc này ăn cũng ta khuyên ăn dùng. Trời ơi. Mà nó giỡn chơi với em chứ, anh tặng vậy có ý nghĩa lớn lắm nghe. Ý nghĩa gì đâu? Chanh thì chua nè, ớt thì cay, mà muối thì mặn. Có nghĩa là anh muốn nhắc nhở cho ba má em nhớ rằng ba má đừng quên chúng con. Hiểu rồi. Hiểu chưa? Lúc này anh nói chuyện hiểu nổi, có nghĩa là anh lo xa phải không? Chứ còn gì nữa, còn bây giờ là những lời dặn quan trọng nữa nè. Dặn nữa hả? Ừ. Ngày xưa em dặn anh không, rồi bây giờ anh dặn em hả? Bây giờ ta ngon lành rồi tao dặn lại. Thì bây giờ dặn gì nói đi, em không có quên đâu. Nghe nghe không? Đi từ nhà đi tiểu thư làm tin về thăm ba, nhớ cho anh cặp ba tuổi già đừng quên lời Lore. Chẳng quê ta em nên chăm lo, đến khi cho người công nho, cho người bất cần lo, ta thích đời tự do. Nhớ 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 đi trong lòng. Trời đất ơi, sao tôi khổ bà ghê vậy đó. Làm gì khổ à ông? Bà làm gì ra đây đây? Trời, ông đi được tôi đi được chứ. Trời đất ơi, vô duyên dễ sợ. Nè, tôi nói cho bà nhớ nha, cách đây 2 năm á, năm 2006 á, tôi là MC chứ không phải Trần Quốc Bảo bữa nay đâu. Mà tại bà lên bà quậy quá mà giờ chứ không ai mướn tôi luôn á. Nói vậy mà cũng nói được, ông đổ thừa tôi nói vậy mà ông cũng nói được, ông hay thiệt. Tôi nói thiệt với ông á, cái lần đó mà không có tôi hả, ông còn chết thê thảm nữa. Gì chết thê thảm? Gì đó. Hả? Trời ơi, lần đó hả, tôi lên nhà tôi cứu ông mấy trận luôn á. Mới đặt vợ đi thi, không cho đi thi. Bây giờ ông có cho tôi đi thi không? Bây giờ tôi quyết định tôi thi nè, ông cho tôi đi thi không? Trời ông đất. Cho tôi, ông bỏ 2 năm rồi. Bây giờ tôi nói ông nghe, tình hình kinh tế bây giờ nó khó khăn quá, tiệm nail nó ế sình nè. Mà supply thì nó lên quá. Tiền nhà cũng vậy. Nhà ông coi bây giờ 2-3 cái nhà, cái nào mình cũng phải trả tiền hết mà nó xuống không, nó có lên được đồng nào không? Ông phải cho tôi đi thi rằng tôi lấy tiền tôi đắp vô tiệm nail chứ. Trời, chưa thấy ai lì với bà này hết trơn á. Sao lì? Vì muốn thi hả? Dĩ nhiên là tôi muốn thi rồi. Trời ơi, tôi nói ông nghe, tôi có nhiều cái năng khiếu mà ông hết hồn luôn. Gì nữa? Trời ơi, lát nữa đi tôi sẽ trình diễn cho ông coi. Bây giờ ông quyết định ông cho tôi thi không? Bây giờ ông cho tôi thi đi. Thôi được rồi. Mặc dù già năm nay tôi có mập thiệt. Bị làm nail ế quá đó, tôi ngồi dĩa tự dũa mình không. Bây giờ móng nó cục hết trơn hết rồi. Ngồi không biết dũa ai, tự dũa mình. Rồi cứ mua chip, mua đồ ăn, 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 ăn vô, ế rồi ngồi ăn, ăn mập. Đó, loài. Ăn rồi vô thì tiền teo vô mà mở nở ra vậy thôi. Bây giờ muốn thi phải không? Em muốn thi. Thôi mà sao rồi. Tôi nói thiệt không, bữa nay ông không nhìn tôi với cặp mắt triều mến mà ông nhìn tôi bằng cái mắt mang hình viên đạn vậy. Ông ghét tôi lắm hả? Trời ơi, Ngọc Anh hát là ánh mắt nhìn thấy tim em cuồng say. Mà tôi nhìn bà tôi nhớ là cái mối hận năm cái đây 2 năm đó. Mệt quá, ông giận dai quá. Thôi được rồi.
Bây giờ để tôi bắt trước Trần Quốc Bảo, Biren Trần Quốc Bảo. Biren hả? Tôi là MC nha ông. MC gì bận đồ thấy gớm vậy mà MC, người ta bận đồ vest, đồ đàng hoàng, MC không ơi? Ông MC. Chờ một chút. Cái gì ghê vậy? Ê, hồi nãy ông bận cái kia còn đỡ nghe, ông bận cái đồ này sao tôi giống thấy giống phục vụ mai táng vậy? Trời, ở đây đâu đất. Có cần đâu. Ủa sao gắn nguyên con rắn hổ mang chi vậy? Ủa không phải, cái này là thai á hả? Trời ơi, có thì đua đòi, không có thì thôi. Bị đặt một thứ làm hai ba cái một à. Dồn vô thấy gốm quá. Trời đất ơi, thì không được ai mướn thì phải bận đồ này chứ bà. Tiền đâu mà đã sắm đồ. Cuối cùng ông thấy ông có thiệt không? Tôi thấy tôi đã giả rồi mà ông còn giả hơn tôi vậy. Tôi giả từ trên xuống dưới mà ông còn giả, giả thê thảm hơn tôi. Thôi cho nó qua qua cái vụ mà y phục đi. Nhanh đi, nhanh đi. Bây giờ á. Sao? Bây giờ thi về kiến thức của bà. Kiến thức à? Bây giờ tôi sẽ ra câu đối và bà đối lại. Sao ông cứ ra đối hoài, năm ngoái cũng đối, năm nay cũng đối, mệt quá. Bây giờ muốn đối gì đối đi. Rồi. Đêm nằm trống ngực thình thình, giật mình mới biết tình hình tiệm neo. Em đói là em đói mà. Đêm nằm nghe tiếng chim heo, giật mình mới biết nghề neo nó ế rồi. Trời hú hồn. Thôi em rồi. Làm toàn là liên quan tới neo không. Em biết dạo này neo tệ lắm. Em nó còn chưa dám đi đắp móng mà thấy gốm không. Nhưng mà tôi nói ông nghe, bây giờ trong thời gian mà nghề neo này á, tình hình kinh tế đang xuống này á, tôi biết tình hình tiệm neo nó đang xuống, nhưng tôi muốn khuếch trương, tôi mở 3 tiệm neo nữa. Ừ. Mở 3 tiệm nữa. Chấp nhận thương đau, mình lỗ có chừng tháng đầu thôi là tháng sau bảo đảm ăn chắc. Rồi, tại không biết sao không? Tình hình kinh tế bây giờ nó đang suy sụp quá. Ừ. Ai cũng ngồi suy nghĩ, mà suy nghĩ thì làm gì? Suy nghĩ thì gãi đầu. À, mình cần phải lắp neo cho người ta gãi đầu. Để người ta suy nghĩ. Rồi. Bây giờ kiến thức bà cũng tạm tạm đi. À. Bây giờ bà ngoài cái kiến thức mà đối ra đó, bà còn cái khả năng nào đó không? Tôi nói cho ông nghe, đáng lý là tôi đi hát rồi đó. Ừ. Thấy Ngọc Anh hát là tôi muốn nhào ra tôi hát rồi. Sao vậy? Nhưng mà cái dáng của tôi không thể nào hát như mấy cô đó được. Tại sao? Tôi cũng cao như mấy cổ. Ừ. Tôi cũng ốm như mấy cổ. Ừ. Chân tôi cũng dài tới nách như mấy cổ. Ừ. Nhưng đặc biệt tôi không hát được như mấy cổ, không bận áo loài rúng như mấy cổ. Tại vì cái rúng tôi cũng cao hơn rúng mấy cổ. Là sao? Tôi không hiểu, mẹ tôi đẻ ra ngâm tôi bằng nước gì á, nghe cái rúng nó lồi như cái ngón chân cái vậy ông nội. Nhiều khi ngủ ban đêm giật mình tỉnh dậy rờ trúng cái rúng, trời ơi ai gác cái chân lên đây à, thấy ghê quá. Rồi đi vô, lát nữa ông cành cái vương miện qua hậu để đâu ông nhớ chỉ tôi vô tôi cướp nghe chưa. Được rồi, tôi quyết định tôi cướp cái cú này. Dạ xin hẹn tái ngộ quý vị vào kỳ tới.